Thi thể một nam thanh niên 25 tuổi vừa được phát hiện trong khuôn viên bệnh viện Hai Lâm Đồng tại thành phố Bảo Lộc với nhiều vết đâm ở bụng. Thông tin ban đầu vào khoảng 5 giờ sáng ngày 14 tháng 9 năm 2020, trong lúc tuần tra, các nhân viên bảo vệ bệnh viện Hai Lâm Đồng táo hỏa phát hiện nam thanh niên tử vong tại khuôn viên khoa sản bệnh viện. Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới ban giám đốc bệnh viện Hai Lâm Đồng và cơ quan công an. Công an thành phố Bảo Lộc đã đến khoanh vùng bảo vệ hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng cho thấy nạn nhân chết do ba vết đâm ở bụng gây mất nhiều máu tại hiện trường cơ quan chức năng tìm thấy một con dao thái lan và một bức thư tuyệt mệnh nghi do nạn nhân để lại nội dung bức thư viết tôi tự sát đừng cứu tôi má đừng xóa mấy dòng chữ con viết nha đừng vứt đi hãy đưa tờ giấy này cho má tôi theo cơ quan công an, nạn nhân là người nghiện ma túy nặng nhiều năm qua. Trong năm 2019 và 2020, nạn nhân đã hai lần dùng dao tự cứa vào cổ và đâm vào bụng tự sát, được người thân phát hiện đưa đến bệnh viện kịp thời nên được cứu sống. Hiện công an thành phố Bảo Lộc và các cơ quan chức năng đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường và báo cáo công an tỉnh Lâm Đồng để phối hợp điều tra làm rõ vụ việc.